Ngay đèo Prenn thì chúng ta thấy là khu vực này nó sạt lở nè, thì nhân quay ban ngày cho quý vị xem ha. Đó, từ trên nó xõa xuống kéo theo một cây thông đổ ngang qua đường luôn. Đèo Prenn tiếp tục sạt lở, cây thông ngã đổ ngang đường. Những ngày tới, Đà Lạt cũng như là các tỉnh thành khác sẽ mưa rất là lớn, và những cái hiện tượng sạt lở này hy vọng cũng sẽ không có xảy ra. Vì những ngày vừa rồi thì những nơi ở trên tỉnh Lâm Đồng có sạt lở một vài chỗ ở trên quốc lộ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lạc Cà. Tối hôm nay là tối ngày mùng 3 tháng 9 năm 2024 quý vị. Và bây giờ là 6 giờ 18 giờ 30 phút. Nhân sẽ đi dạo một số tuyến phố, đặc biệt là đường 3 tháng 4, để gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào tối hôm nay. Và hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Và chắc có lẽ là bây giờ quý vị, một số quý vị thì cũng đang trên đường về nhà, và một số quý vị thì cũng đã về tới nhà rồi. Vì nhân cũng chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe sau một kỳ nghỉ lễ để tiếp tục công việc, để tiếp tục hành trình của mình trong những ngày sắp tới. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đồng hành với nhân qua những con đường tuyến phố ở thành phố Đà Lạt quý vị nha. Nhân đang đi trên đường 3 tháng 4, đó là con đường cửa ngõ đi vào thành phố Đà Lạt. Nếu mà chúng ta từ các cái tỉnh khu vực miền Đông, miền Tây, Nam Bộ rồi Bình Thuận nữa vân vân, thì chúng ta đến thành phố Đà Lạt thường thì chúng ta sẽ đi qua quốc lộ 20, một trong những quốc lộ cũng có chiều dài khá dài, bắt đầu từ Dầu Giây và kết thúc tại hết đèo Đà Răng. Khoảng 250 km. Đường 3 tháng 4 là đường cửa ngõ quý vị ha. Và khi mà chúng ta đến thành phố Đà Lạt thì cũng dường như là cũng đi cung đường này rất là nhiều. Và khi mà chúng ta về thì chúng ta cũng đi cung đường này rất là nhiều để rời thành phố Đà Lạt. Ngày xưa khi mà chúng ta Nhân đi học á, đi học ở Sài Gòn á, thì Nhân cũng khi mà về thăm nhà, sau đó thì rời Đà Lạt để đi học tiếp thì cũng đi theo cái cung đường này, rồi đến đèo Prenn, rồi đi quốc lộ 20, đi xuống Sài Gòn. Khi đi rời Đà Lạt thì cũng có một cái cảm giác rất là khó tả, và có lẽ là khi quý vị cũng vậy, khi mà đến thành phố Đà Lạt vui chơi rồi quý vị ha, và khi mà đi về chúng ta cũng sẽ lưu luyến một chút gì đó lưu luyến. Và những ngày sắp tới đây thì do ảnh hưởng của bão, hôm nay thì gió rất là nhiều. Mà gió rất là nhiều thì chúng ta cũng săn mây không được đâu quý vị. Gió phải lặng thôi, cái gió như thế này thì cũng không săn mây được. Và những ngày sắp tới thì Đà Lạt và các tỉnh thành khác do ảnh hưởng của bão thì chắc chắn là sẽ mưa gió rất là nhiều trong những ngày sắp tới. Khi mà kỳ nghỉ hè đã qua, kỳ nghỉ lễ cũng qua, thì du khách đã rời thành phố Đà Lạt, và Đà Lạt sẽ những tháng tới sẽ rất là vắng khách. Những cái tháng tới gọi là những cái tháng ế nhất ở trong năm á, 9, 10 và 11, và cũng là những cái tháng mà mưa dầm mưa về cũng khá nhiều. Cho nên sẽ buồn, những tháng tới sẽ buồn quý vị. Và những tháng tới cũng sẽ mưa, bắt đầu là Đà Lạt mùa vắng và những cơn mưa. Nói giống như Hà Nội mà mùa vắng những cơn mưa, thì Đà Lạt mùa vắng phải những cơn mưa, là mưa liên tục á. Khi mà chúng ta đi hết đường 3 tháng 4 thì sẽ đến đèo Prenn, một trong những cái cung đèo tuyệt đẹp của tỉnh Lâm Đồng, với bốn làn xe rộng như đường 3 tháng 4 này luôn, đi với tốc độ 60 km/h. Và Nhân đang ở ngay cửa ngõ đi vào thành phố Đà Lạt. Trước mặt là đèo Prenn, sau lưng là đường 3 tháng 4, bên cạnh đây là quán cà phê Bùi Văn Ngọ.
Hôm nay thời tiết Đà Lạt vừa gió mà vừa lạnh vậy, nhân phải đeo khăn trà cổ, mang áo khoác dày, rồi mang găng tay nữa mới đi ra ngoài phố đó quý vị. Rất lạnh luôn, hôm nay khá lạnh. Trước mắt chúng ta đó là đèo Prenn với tốc độ di chuyển 60 km/h và là một trong những cái cung đèo rộng nhất Việt Nam hiện nay, và với những cái hệ thống đường, hệ thống chiếu sáng, camera giám sát giao thông an ninh ở trên cung đèo cũng hiện đại bậc nhất hiện nay. Khi mà đi qua cung đèo thấy gió quá trời gió quý vị, và chúng ta thấy là đèo Prenn chúng ta thấy là ban đêm sáng trưng quý vị ha, rất là sáng luôn. Bữa trước ngay khu vực này thì có xảy ra cái sạt lở nứt đèo nè quý vị, nhưng hôm nay thì cũng đã khắc phục xong rồi, khắc phục xong trước lễ quý vị, trước lễ 1-2 ngày đó là khắc phục xong đó, bây giờ là không còn bị che chắn nữa quý vị ha. Những tháng tới thì vắng, cho nên là đèo Prenn hay là các cái cung đường ở Đà Lạt chúng ta sẽ đi ô tô rất là thoải mái luôn, và các con các cháu cũng sẽ bước vào năm học mới rồi. Và ngay cái đoạn này nó bị sạt lở nè quý vị, đất đá từ ở trên, buổi tối quý vị có thấy không, thì đất đá ở phía trên nó đổ xuống quá trời nè. Bị sạt lở trên khu vực này, đất nó lấp hết phía dưới này ha, rồi có một cây thông nó ngã đổ xuống luôn quý vị, có cây thông nó ngã đổ xuống mà người ta cưa rồi. Đất đá từ phía trên sạt lở xuống. Ở mùa mưa quý vị thì những cái chỗ mà khu vực mà đèo mới á, người ta mới làm xong thì nó có những cái chỗ mà nó mềm, đất cát rồi nó chưa ổn định á, rồi những cây thông mà mọc ven ven sẽ bị sạt lở xuống đường. Đó, ở đây là hôm trước là có cây thông nó ngã, nó kéo cả đất đá xuống luôn, thì lực lượng chức năng người ta đã cưa, sau đó thì người ta vẫn chưa có dọn dẹp cái phần đất đá này, người ta đang rào chắn lại để cảnh báo an toàn thôi. Bây giờ Nhân sẽ quay một số cảnh quan ở ngay khu vực này. Hiện nay thì giao thông mà từ hướng quốc lộ 20, từ hướng dưới Sài Gòn hướng lên thành phố Đà Lạt thì ngay khu này thì chúng ta sẽ đi được một lane thôi. Còn một lane thì bị sạt lở, người ta vẫn chưa có dọn, hy vọng là ngày mai người ta sẽ dọn xong quý vị. Những ngày vừa rồi thì do ảnh hưởng của mưa, rồi sắp tới bão sẽ mưa dầm mưa về liên tục. Đây là cái cây thông đổ ngang qua và người ta cưa đêm hôm trước. Còn bây giờ thì người ta đang giăng những cái biển cảnh báo. Và trên đèo Prenn thì những ngày vừa rồi thì cũng có những cái vụ sạt lở, rồi quốc lộ 20B hướng Xuân Trường, Xuân Thọ đó quý vị, rồi quốc lộ 27 ngay hướng Liên Sơn của thuộc tỉnh Lâm Đồng cũng bị sạt lở. Thì mấy ngày qua mưa lớn cho nên có nhiều điểm sạt lở ở tỉnh Lâm Đồng, như quốc lộ 27C ở Liên Sơn, rồi trên hướng quốc lộ 20 hướng ra phía cầu đất thì bị sạt lở ở ngay khu vực này, ngay đèo Prenn. Ngay đèo Prenn thì chúng ta thấy là khu vực này nó sạt lở nè. Đất ở trên nó mới là nó bị sạt xuống. Ngày hôm qua thì quay ban đêm, còn hôm nay thì Nhân quay ban ngày cho quý vị xem ha. Đó, từ trên nó xõa xuống, kéo theo một cây thông đổ ngang qua đường luôn. Người ta cưa cây thông rồi. Đó, để cho đường thông thoáng đi. Có lẽ là ngày hôm nay thì người ta cũng sẽ dọn dẹp cái chỗ này, người ta sẽ hốt hết cái lớp đất đá này, nó phủ xuống dưới đường nè.
Đèo Prenn là một trong những cái cung đèo đẹp quý vị, đẹp và rộng. Tuy nhiên thì vừa mới làm, có những cái lớp đất đá chưa có ổn định á, cho nên khi mà trời mưa to, nước thấm vào thì lớp đất đá này nó mềm, nó sẽ xô xuống. Bắt đầu từ hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 thì gió ở Đà Lạt gió rất là nhiều và dự báo sẽ mưa dầm mưa về liên tục cho tới hết tuần lễ này luôn, khoảng tới mùng 9, mùng 10 luôn. Cho nên là mưa rất là nhiều, gió rất là nhiều, săn mây cũng không được. Hy vọng ngày hôm nay là người ta cũng sẽ dọn dẹp cho nó sạch sẽ ha. Những ngày tới do ảnh hưởng của bão rồi có lẽ là áp thấp nữa, năm nay sẽ mưa rất là nhiều, thời tiết sẽ mưa và sẽ rất là khắc nghiệt rất là nhiều. Cho nên là hy vọng là các cái tuyến đường ở tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng sẽ ổn định, không có bị những cái hiện tượng sạt lở nhiều. Vì năm nay ảnh hưởng của La Nina thì thời tiết sẽ mưa rất là nhiều. Ở ngay đây, ngay cái vị trí này cũng có hiện tượng sạt lở, người ta giăng những cái cây để cảnh báo, vì trên này đất đá nó sẽ bị trục xuống nè. Ta thấy là đất đá trục xuống phía trên nó hở hàm ếch ở phía trên. Thầy là chúng ta thấy là nó hở hàm ếch ở phía trên rồi sẽ nếu mà mưa to nước sẽ đổ xuống cây cối hay là đất đá sẽ bị trục xuống ngay khu vực này. Vị trí này thì không có nguy hiểm lắm nhưng mà thấy đất đá cũng rơi vãi xuống đường ha. Trong đợt mưa vừa rồi thì có hai cái thông ngã xuống đường, một cây thông ngay chỗ sạt lở hồi nãy, rồi một cây thông ở ngay tượng Phật ngay ngã ba đi vô khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Đây đất đá rớt xuống nè, vì đường đèo mới cho nên là những cái hiện tượng này thì không thể nào tránh khỏi. Một vài năm sau thì đất đá ổn định, những cái vị trí nguy hiểm cũng sẽ xử lý hết, cho nên là đèo nó sẽ ổn định. Chứ năm nay mới là năm đầu tiên của cung đèo đưa vào sử dụng, năm đầu tiên hứng chịu một mùa mưa, một mùa mưa mà ảnh hưởng của La Nina, mưa rất là nhiều trong những tháng tới, tháng 9, 10, 11 là 3 tháng mà sẽ dự báo mưa, lượng mưa tăng kinh khủng so với năm ngoái, lên tới 2-30% so với năm ngoái. Hôm nay gió rất là mạnh, ảnh hưởng bão, khi mà bão vào thì ảnh hưởng gió rất là mạnh quý vị. Cây cối lắc lư, gió lạnh, sáng nay nhiệt độ 19 độ C kèm theo gió, rất lạnh luôn, giống như là mùa đông giữa mùa hè. Ở chỗ này nè, cũng có đất cát đổ xuống nè quý vị. Cho nên là khi mà những cái cơn mưa to liên tục, đặc biệt là đợt ngày mùng 1 tháng 9 á, tối đó là mưa, quá trời mưa. Cho nên là cũng có một vài chỗ ở Đà Lạt cũng sạt lở, như trên quốc lộ 20 hướng ra phía Xuân Trường đó quý vị. Hướng ra phía Xuân Trường cũng bị sạt lở hở hàm ếch. Rồi hiện nay thì đèo Thạnh Nung thì cũng sạt lở hở hàm ếch, cũng chưa có khắc phục được. Sau lễ thì bắt đầu là người ta mới khắc phục. Lâu lắm rồi Nhân mới đi dạo lại ngay khu vực đèo Prenn nè quý vị. Lâu lắm rồi Nhân mới đi dạo lại. Hôm nay thì Nhân cũng có chuyến mini tour, cũng dẫn khách đi tham quan, nào là Mongolian, chùa Linh Ẩn, sau đó ghé Sunton Hill, rồi đưa du khách về sân bay Liên Khương, rồi kết thúc hành trình một ngày. Thì trong những chuyến mini tour của Nhân thì Nhân thường kết hợp cả chụp ảnh nữa quý vị, cho nên là chúng ta mà thích chụp ảnh thì Nhân sẽ có những chuyến mini tour để chụp ảnh. Ở đây thì cũng có
đất cát nó rớt xuống nè, cho nên là người ta cũng làm những cái biển cảnh báo. Như vậy là ở trên đèo Prenn có hai điểm ha. Đó, có hai địa điểm mà nó bị, một địa điểm là sạt lở xuống có cây ngã xuống, còn địa điểm này thì đất cát ở phía trên có nguy cơ đổ xuống, cho nên là người ta làm cái biển cảnh báo để sau lễ thì hy vọng là ngày mai người ta sẽ khắc phục. Và bây giờ thì Nhân đã về ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, bên cạnh quảng trường Lâm Viên, rồi hồ Xuân Hương. Bây giờ Nhân sẽ đi dạo ở ngay phía trung tâm thành phố Đà Lạt để gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào đêm cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu công việc mới sau 4 ngày ngày nghỉ ha. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc trở lại. Tối nay thì đường phố rất thông thoáng luôn, xe cộ cũng khá là ít. Sau những ngày nghỉ lễ, xe cộ nườm nượp. Ngay khu vực quảng trường Lâm Viên thì đông đúc. Bên trong quảng trường Lâm Viên rất vắng ha. Bây giờ cái sân khấu thì người ta đang gỡ hết trang thiết bị rồi. Rồi ngày mai có lẽ là người ta cũng sẽ gỡ hết các cái dàn giáo. Kết thúc một kỳ nghỉ lễ. Nói chung thì kỳ hè này và kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 là một cái kỳ nghỉ lễ cũng tương đối thành công. Kỳ nghỉ hè cũng khá thành công khi mà thành phố Đà Lạt đón khá nhiều du khách. Trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa rồi thì Đà Lạt đón khoảng hơn 100.000 du khách ghé tới thành phố Đà Lạt tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ. Cũng khá thành công, cũng khá tuyệt vời đó quý vị. Vì kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng mà lễ như vậy là coi như là khá tốt rồi. Còn những tháng tới đây thì sẽ vắng. Cuối tuần thì những ai mà thích đi du lịch thì họ cũng sẽ ghé Đà Lạt để tham quan du lịch. Bây giờ tháng 9, tháng 10 và tháng 11 thì có gì? Thì tháng 9 hiện nay thì các cái quán cà phê check-in thì Vườn Hồng. Vườn Hồng là bây giờ là đã có hồng chín rồi, chúng ta có thể ghé chụp ảnh và check-in ở những quán cà phê Vườn Hồng như là Vườn Hồng Nhà Ngoại nè, Thời Thanh Xuân nè, rồi Bao Tiền Một Mớ Bình Yên nè, những quán cà phê đó là rồi gì đó, Vườn Nhiệt Đới, Rừng Nhiệt Đới, rất là nhiều hồng luôn, tới đó chụp hình rất đẹp. Mùa hồng thì bắt đầu từ tháng 9 cho tới gần cuối tháng 12 luôn quý vị, cho nên là chúng ta tha hồ mà chụp ảnh cũng như là tham quan vườn hồng, rồi hồng treo gió để mua về. Đợt festival hoa chúng ta sẽ có thể ghé tới để mua hồng treo gió về để sử dụng. Đó là mùa hồng. Còn mà tiếp theo đó là mùa hoa dã quỳ, bắt đầu từ tháng 11, đầu tháng 11 cho tới khoảng giữa tháng 12 là kết thúc mùa hoa dã quỳ, nhưng mà đẹp nhất là tháng 11 thôi. Hôm nay đường phố rất là vắng luôn quý vị, rất là vắng, lưu thông xe cộ đi rất là thoải mái, cho nên mấy ngày lễ thì người Đà Lạt người ta ít đi ô tô ra đường đó, chỉ trừ dịch vụ thôi, nên người ta cũng ít đi ô tô ra ngoài đường, nhường cho du khách, nhường cho các cái xe taxi dịch vụ. Trước mắt chúng ta đó là chợ đêm Đà Lạt ha. Ban đêm thì du khách tập trung ở ngay khu vực chợ đêm thôi, và đêm nay thì cũng khá vắng khi mà du khách đã về hết rồi.
chỉ còn lác đác thôi, du khách thôi, người Hàn Quốc có, người Malaysia có, thì ghé vào khu vực chợ đêm và nó cứ vắng như vậy á, lượng khách lưa thưa vậy quý vị. Cuối tuần thì đông hơn chút, cho đến tháng 12 thì có festival hoa. Festival hoa năm nay thì người ta dự kiến là sẽ tổ chức nguyên một tháng luôn quý vị. Nhưng mà không biết là đó là dự kiến, còn không biết là thực tế thì người ta sẽ tổ chức như thế nào. Đó, người ta người Hàn rất là nhiều nữa ha. Người Hàn qua bên mình thì người ta xài tiền thoải mái quý vị, cái giá trị của đồng tiền của người ta cao. Qua Việt Nam xài thoải mái. Tính là người Việt mình đi du lịch các nước khác thì xài hơi là tiết kiệm tí. Tại vì đồng tiền của mình nó so với người ta giá trị nó thấp. Giống như qua Trung Quốc thì một đồng 1.000 của mình, một đồng của họ thì bằng 3.500 của mình. Như vậy thì lễ cũng đã qua và bây giờ chúng ta sẽ chào đón những tháng tới sẽ ít khách du lịch, và hy vọng những cái công ty như là đưa 42.000 khách du lịch rồi Ấn Độ v.v. sẽ ghé Đà Lạt. Hôm nay khá lạnh khi mà gió sắp tới thì bão đi vào thì sẽ ảnh hưởng, sẽ gió nhiều và mưa nhiều. Đó là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào tối ngày hôm nay, tối ngày mùng 3 tháng 9 năm 2024. Một lần nữa, nhân xin kính chúc quý vị sau một kỳ nghỉ lễ sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến công tác và làm việc, để hẹn quý vị mùa lễ năm sau và những cái kỳ nghỉ sắp tới tại thành phố Đà Lạt. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.